Xin uh, kính chào toàn thể quý vị và các bạn Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với kênh Nông nghiệp Thông Thái Thì uh, cái thời gian vừa rồi Quang uh, rất là bận Đấy vì uh, tập trung uh, uh, mua một em máy uh, ép dầu lạc Rồi cũng uh, tự ép rồi cũng xin uh, các giấy phép của cơ quan nhà nước Nói chung là cơ bản đang hòm hòm rồi Đấy. Thì hôm nay uh, mình sẽ uh, chia sẻ với mọi người uh, Quang uh, thời gian tới được Quang uh, ép dầu lạc để phục vụ quý bà bà con cô bác đấy thì à, ai có nhu cầu sử dụng à, dầu lạc sạch đấy, thì à, muốn à, bảo vệ sức khỏe bảo vệ trái tim thì à, hãy à, à, là khách hàng của Quang nhé à Quang à, luôn à, phấn đấu để mang đến à, quý bà con cô bác những cái sản phẩm thật là chất lượng ngày một cải tiến về chất lượng đấy không những là mình nói vậy mà mình cũng có cả những cái giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước ừ. Thì uh, các bạn uh, trên uh, thấy trên hình ảnh đây Thì mình đang ép uh, dầu lạc Đấy, Thì uh, các bạn biết là dầu lạc rất là tốt đối với sức khỏe con người Đấy, Nó là dầu thực vật Bản chất uh, cái dầu thì nó cũng là tốt đối với sức khỏe con người Nhưng mà do chúng ta sử dụng sai cách Hoặc là chúng ta mua phải những cái dầu mà nó không đảm bảo chất lượng Ví dụ các bạn thấy là <laughs> Cái dầu mà người ta bán đến 40.000 hoặc 50.000 một lít dầu ấy, Mà ghi là dầu đậu lành hoặc là dầu đậu phộng thì không bao giờ có cái chuyện đấy rồi các bạn thấy là mình ép là 3 gần 3 cân nạc mới được một lít dầu đấy các bạn nhân với giá thị trường sẽ ra ngay đấy còn nếu mà ép là dầu đậu lành nhá mình ép 9 cân đến 10 cân đậu lành hay là đậu tương đấy mới được một lít dầu do vậy các bạn nhân lên là nó sẽ hơi vào tầm gần 300 trăm nghìn mới được một lít dầu mà người trong siêu thị thì người ta bán các bạn thấy đấy, các loại dầu ghi tràn nan ra là dầu đậu lành thì các bạn biết như vậy các bạn biết ngay được là dầu đấy có phải là dầu đậu lành hay không hay là nó chỉ cho hương vị vào thôi. Đấy, còn các cái phụ phẩm đúng không? Không một cái đơn vị nào có thể ép được. Đấy, vì các bạn uh, nghiên cứu về cái thành phần của đậu này nhé cũng thấy được tỷ lệ uh, hàm lượng dầu trong uh, đậu lành. Do vậy là gì? Cái uh, từ cái lý thuyết đến cái thực tế là nó không không cho một cái kết quả là 4 đến 50.000 một lít dầu đậu lành do vậy là chúng ta mà muốn bảo vệ trái tim, muốn bảo vệ sức khỏe thì hãy uh, cố gắng là sử dụng hoàn toàn những cái sản phẩm tự nhiên. Đấy. Đấy, Nếu mà các bạn uh, mua các cái dầu công nghiệp kia, mình phải nói các bạn đấy là dầu công nghiệp, <laughs> thì uh, họ pha trộn những cái gì vào trong đấy thì mình cũng không nhắm khả, khẳng định đâu. Đấy, nhưng mà các bạn thấy là uh, các cái dầu mà mình ép ra là nó sẽ uh, rất là tự nhiên như này, giá theo nó thì nó tương đối hợp lý thôi. Ừ. Các bạn uh, dùng cái loại này ấy thì uh, <laughs> thứ nhất là không có chất bảo quản thứ hai là không có hàm lượng cholesterol rất tốt cho tim mạch đấy các bạn cứ gõ vào dầu đậu lành ở trên trên ở các cái một số trang người ta đã có những cái phân tích thống kê đấy rất là chuẩn xác đấy, dầu đậu lành có các, các hàm lượng vitamin Có các loại khoáng chất cũng giống như là nó nó rất là tốt đối với sức khỏe con người nếu mà chúng ta sử dụng hợp lý đấy. ngoài ra các bạn biết là <laughs> cái nhiệt độ mà gọi là nhiệt độ bốc khoái nhá, cái này rất quan trọng nhiệt độ bốc khói của dầu đậu lành là là cao hơn rất là nhiều so với cái dầu công nghiệp. Các ừ. bạn thấy là tại vì nó nó nguyên chất mà, Đấy. thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng chúng ta sử dụng được hơn. Ai nữa nó không uh, có cái, uh, cái rủi ro các cái nguy cơ gây hại đối với sức khỏe tim mạch của chúng ta. Thì uh, <laughs> qua ngã ép các các loại lạc, ví dụ như lạc trắng nhé. Các bạn thấy trên hình ảnh đang ép một số các loại lạc trắng. Lạc trắng này thì được uh, nhặt sạch Đấy, rất là kỹ hai ba lần nguyên mua cái nguyên liệu đầu vào là mình đã chọn rồi Đấy. thứ hai nữa là trong quá trình uh, uh, giang sấy là cũng đã phân loại tiếp thì uh, quang lần lượt quang sẽ đưa các cái video về các cái quá trình và sản xuất dầu lạc của nhà mà, nhà nhà mình nhé thì uh, các bạn đảm bảo là hoàn toàn yên tâm về chất lượng <laughs> thứ hai nữa là có dầu lạc đỏ lạc đỏ thì có hai loại lạc đỏ ta và lạc đỏ lai thì lạc đỏ lai thì giá nó cũng mềm hơn Đấy, nhưng mà lạc đỏ ta thì các bạn biết rồi đấy, củ nó rất là bé nhưng mà ăn nó cực kỳ thơm, thế là cái dầu của nó cũng là rất cũng là ngon, đấy nhưng mà nói chung là dầu lạc nó cũng rất là tốt rồi, kể cả là dầu lạc trắng này cũng là rất là ngon. <laughs> thì các bạn là thấy cái số điện thoại của mình ở trên màn hình nhé, đấy mọi thông tin các bạn là cần phải giải đáp hay là có nhu cầu để đặt hàng để mua dầu lạc, đấy thì hãy gọi cho mình, thì mình sẽ ship tận nơi.